pháp, xin mời thầy giảng pháp cho đại chúng được lắng nghe lợi lạc hạnh chim công đức Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời thầy. A Di Đà Phật. Con cảm niệm tri ân thượng tọa trụ trì. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về thiên thừa. Đáng ra là bài thiên thừa này sẽ dạy sau khi chúng ta từ thầy đi một vòng, thầy dạy cái tuần cuối, nhưng mà dạy cái cao dạy trước mà cái thấp dạy sau không được, cho nên phải đổi ngược trở lại, cái thấp dạy trước, cái cao dạy sau. Như vậy bây giờ thầy dạy ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy trong tuần này á, chúng ta chỉ làm việc nhiêu đó thôi, vì trong cái phần này nó rất là quan trọng mà chúng ta không hiểu á, chúng ta lẫn quẩn trong ba cõi nhà lửa mà chúng ta hiểu. Bữa nay quý Phật tử khỏe không? Có ngủ chưa? Chưa thì giờ ngủ đi. Vì thầy giảng xong thế nào cũng có người ngủ. Thầy khỏe hơn lúc mệt. Đó, cái câu của thầy là nó siêu vậy. Chỉ khỏe hơn lúc mệt mà mệt hơn lúc khỏe. Ở phía trên thầy thấy còn ghế, ở phía dưới mà nếu ai cảm thấy là xa xa muốn học thì chúng ta tiến lên. Như vậy phần thứ hai của chúng ta đó là thiên thừa, mà thiên thừa có nghĩa là chúng ta nói về ba cõi dục, sắc và vô sắc. Nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới chính là nhà lửa ba cõi mà trong kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn nói nhà lửa ba cõi. Như vậy chúng ta có cái gì mà chúng ta gọi là lửa đâu? Dục giới. Dục giới nó có 4 châu và 6 tầng trời. Dục giới có 4 châu và 6 tầng trời. Bốn châu. Vậy 4 châu là gì? 4 châu. 1 là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. 2 Nam Thiệm Bộ Châu. Nam Thiệm Bộ Châu. 3 là Tây Ngu Hóa Châu. Bốn là Bắc Câu Lô Châu. Rồi. Thiện Xuân thì đúng ra là hầu nhỏ cũng có gò chữ lắm, nhưng mà từ khi đọc cái cuốn Thoát Dòng Tục Lụy á thì bắt đầu không thèm gò nữa, bởi vì Ngọc Lâm á đời trước viết chữ đẹp lắm, bị Thiên Kim tiểu thư xỉu. Xỉu gì cái chỗ chữ đẹp á, mà đời sau quan gia trái chủ ổng tu mà nó kéo ra ngoài đời luôn. Vậy mà còn mém chết bị Ngô gia sư giết chết nữa. Cho nên vì cái chữ đẹp mà mém chết, tôi không viết chữ đẹp. Đó là lý do tại sao tôi viết chữ xấu. Rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Viết chữ xấu cũng nhiều chuyện nữa chứ. Viết chữ xấu không có lý do. Đông Thắng Thần Châu thì cái người cái cõi này nè, cái cõi này nè nó luôn có từ 40 cm cho đến 60 cm, tóm lại là có 40 đến 60 thôi. Còn nghĩa là cái cõi này là nó luôn. Không. Vậy thì cõi này là nói về tướng á, thì lại thấp, mà cõi này giàu có hay là không giàu có thì trong
trong bốn châu này thì cõi này cũng được xem như là cõi nghèo nhất. Nam Thiện Bộ Châu á thì từ một mét hai cho đến 1m4, cái cõi này cũng được xem như là cõi Ta Bà Ha của mình. Hồi xưa ta gọi Nam Thiện Bộ Châu cũng gọi là cõi Ta Bà, nhưng mà cái này là triết học của Ấn Độ nó nói vậy chứ thầy không có tin. Không biết hồi xưa mình có phải thứ hai thứ tư hay không. Tây Ngu Hóa Châu thì nó gần gấp đôi cái số này, nghĩa là nó khoảng hai mét bốn cho đến 28, 24 cho đến 28. Còn cái Bắc Âu Lô Châu này là nó từ 4m8, 5m phải không? Tóm lại là nó từ 4m trở lên, nó cao vậy. Chúng ta đã từng nghe có một cái đĩa bay từ một cái thế giới nào đó không biết, nó xuống Liên Xô. Người Liên Xô cao hết 2m mấy mà đứng mới cái tới bụng gọi nó, đúng không? Xưa thầy nghe nói có một đĩa bay đáp xuống Liên Xô, người Liên Xô rất là cao mà đứng cơ mới tới lượt đầu gối cái người trong đĩa bay bước ra. Thì lúc đó thầy nghe cái việc đó, cái thầy nghĩ tới Bắc Cô Lô Châu. Mà trong bát nạn đó thì có một nạn là sanh về Bắc Cô Lô Châu, tuổi thọ ở cõi này là 4,8 muôn tuổi. Cái cõi Bắc Cô Lô Châu này, mà cái cõi này chính là Đức Phật nói con người có cái độ tuổi này. Có nghĩa là loài người có được cái độ tuổi này là 84,000 tuổi. Và mai này hội Long Hoa có mặt khi con người đã đạt đến độ tuổi này. Có nghĩa là con người đạt được 84,000 tuổi thì mới có hội Long Hoa, Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Hồi nãy thầy Phước Sanh nói là Thiện Xuân có cái hạnh của Phật Di Lặc, nhưng mà trời ơi thầy đừng có chơi con chứ. Thế nên là không có thầy khen con hay thầy đang chơi con. Vì ngày xưa Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài Di Lặc á, lúc đó quý vị đã nghe một câu chuyện của Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc đúng không? Ngài Văn Thù nói cái ông lười biếng chính là Ngài, còn Diệu Quang Pháp Sư chính là ta. Vậy Di Lặc Bồ Tát là cái người lười tu lắm. Mà lười tu cho nên gọi là Từ Thị Di Lặc. Từ thị là mình hiểu cho nó dễ hiểu là tu tập từ từ 84,000 năm nữa, chưa ý kiến hay không. Như vậy thì ta tu từ từ, ta tu tà tà, ta tu vui thôi, vậy là ta tu lâu lắm. Còn mấy người tu gắt gũ kiệu á, tu mà đứng từ xa nghe chua rồi đó là tu nào. Còn mình tu ngày nào cũng tắm là biết tới độ tuổi này. Đức Phật Thích Ca dạy rằng cứ hở 100 năm chúng sinh làm ác thì trừ đi 1 tuổi, cho đến lúc mà chúng sinh còn có 10 tuổi là tuổi thọ đó, thì bắt đầu chúng sinh làm thiện 100 năm được cộng thêm 1 tuổi, cho đến lúc chúng sinh 84,000 tuổi, lúc đó hội Long Hoa có mặt. Tới đây là đỉnh cao của tuổi thọ và bắt đầu nó đi xuống. Thì lúc nó đi xuống này là hội Long Hoa có mặt. Đức Phật Di Lặc ra đời tại hội Long Hoa ngay chỗ này, đỉnh cao của tuổi thọ của chúng sinh. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nằm dưới đây này, ngày 80 tuổi. Như vậy chúng ta có 100 năm làm ác trừ 1 tuổi, nghĩa là 1000 năm trừ 10 tuổi, vậy là chúng ta có 8000 năm. Khi đó chúng sinh còn 10 tuổi là tuổi thọ. Cái này gọi là đời ác ngũ trược. Trong kinh A Di Đà có nói phải không? Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra cái đời ngũ trược ác thế. Như vậy Đức Phật đã ra đời cách đây bao nhiêu năm rồi quý Phật tử? 2500 năm, chúng ta mặc định trừ 25 tuổi thọ. Như vậy giờ này tuổi thọ còn ước tính theo Phật giáo là 55 tuổi là thọ.
Vậy đó, đó là tính theo Phật giáo. Còn ở ngoài đời là 61 là đáo tuế, 61 tuổi là đáo tuế theo tuổi âm lịch, còn tuổi dương lịch là 60. Đây là một chu kỳ được tính, một chu kỳ được tính trong phong thủy. Tôi học địa lý thì cứ 60 năm như vậy, nó tính một chu kỳ của địa lý, đổi sang một cái một vấn đề khác. Như vậy thì ở đây có nghĩa là tuổi thọ, nhưng mà theo Phật giáo thì Đức Phật lấy từ 80 tuổi mà năm 25, 2500 năm thì chúng ta trừ đi 25 tuổi thọ, và chúng sinh cứ như thế mà đua nhau làm ác. Rồi tôi biết tới đây tôi vẫn còn à. Tại vì tôi thầy ông họ ký cho tôi tu cái hạnh Di Lặc. Cho nên quý vị cứ yên tâm, quý vị sanh ra bất cứ kiếp nào cũng gặp tôi. Chúc mừng quý vị. Giờ mình sanh lên trển hay sanh xuống dưới kiều cũng gặp hết trơn. Có duyên với nhau mà. Như vậy là chúng ta biết là trong cái tuổi tác là tạm thời là chúng ta tính như vậy nha ha. Rồi đặng chúng ta hiểu rằng ai nói Đức Phật Di Lặc ra đời là nói phải có kinh, có văn đàng hoàng, chứ nói không có là người ta đâu có tin đâu. Như vậy Bắc Cô Lô Châu được xem như là phước báo lớn nhất mà trong bát nạn á, một nạn sanh về cõi này. Sanh về cõi này là cái cõi hưởng thụ của kiếp người thôi, tôi chưa nói cõi trời nha, ở đây là người. Được chưa? Như vậy trong cõi người á, từ Đông Thắng Thần Châu cho đến Bắc, cho đến Bắc Cô Lô Châu, có nghĩa là tùy theo cái phước của cõi người mà được sanh vào các cái châu này. Tôi hỏi ổn vậy Đông Thắng Thần Châu là châu nào? Bây giờ việc bây giờ trên trái đất này nó có châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. Coi chừng cái hàng này châu. À, châu Phi nghèo quá, có phải không? À, rồi châu nào? Còn lại châu Á, giáp là châu Á, thấy không? À, cũng này châu Phi, này châu Á, à, cái này châu Úc, hay là châu Âu? À, hai cái châu này nó đang cạnh tranh với nhau. Nhưng mà nếu như mà mình thấy là cái phước báo của cõi nào, nhưng mà cõi này mình không thấy, mình xem như là ba châu còn lại là châu Âu, châu Úc với châu Mỹ, được xem như là cái thứ ba này. Còn cái thứ tư này mình không thấy vì cao quá, người nó cao quá vậy sao mà lên tới nổi. Như vậy thì ở đây mình phân biệt ra được là cái phước báo của mọi người sanh ra như thế nào. Chứ còn thật sự ra mà để hỏi nó như thế nào thì chắc là chúng ta cũng khó biết. Tự quý vị tư duy nha, để mai mốt mình nói mình từ cái cõi nào mình sanh qua đây nha. À, tôi thì có một cái câu là để cho chúng ta đừng có bị cảm thấy là cao hay lùn. À, quý vị chắc là cũng đã từng học, từng nghe rồi. Tôi có một câu là ốm đẹp, mập dễ thương. À, nó buồn bại rồi. Cao sang, lùn quý phái. Giờ mình ốm hay mình mập, mình cao hay mình lùn? Tại vì cái này có nghĩa là đối lập với nhau, đúng không? Cao đối lập với lùn, ốm đối lập với mập. Có người ốm á thì ta muốn ốm vì ta nói mập là xấu, đâu có, mập dễ thương. Rồi toàn thể đạo tràng cùng đọc ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái, ốm đẹp mập dễ thương. Quý vị nói lẹ lên, ốm đẹp mập dễ thương, cao sang lùn quý phái. Nói bốn chữ luôn, ốm đẹp mập dễ thương, cao sang lùn quý phái. Thôi, chúc mừng quý vị vô bốn cái tướng này đều đẹp hết. Bảo đảm mà trong cuộc sống mà chúng ta được như vậy là đâu có ai mất lòng ai đâu, thấy không? Còn tự nhiên cái mình chê người đó mập, mập mà chê, mập mà dễ thương, đi ụ bình dễ thương.
Vậy mà sao? Bốn châu rồi phải không? Nhớ nghe mai mối muốn sanh đi cho châu nào đó. Giờ chia sẻ với đại chúng là sáu tầng trời cõi dục. Cõi dục nha, sáu tầng. Một là cõi trời tứ thiên vương. Thứ hai là đao lợi thiên. Thứ ba tu diệm ma, tứ thiên vương trời đao lợi, trời tu diệm ma. Bốn trời đau xúc, đau xúc đà. Năm trời hóa lạc. Sáu trời tha hóa tự tại. Đây là sáu tầng trời cõi dục. Ai đã từng coi phim là Tứ Thiên Vương là biết rồi. Ở trong chùa cũng có khi có nhiều chùa thờ Tứ Thiên Vương, là đứng ở cổng chùa đó, giữ chùa, giữ đình. Vậy thì trời Tứ Thiên Vương này, khi chúng ta là cuốn kinh ra, bốn vị này hầu cuốn kinh. Vậy thì hỏi bốn vị Thiên Vương này do phước báo nào mà sanh về cõi trời Tứ Thiên Vương, và tại sao bây giờ lại đi xuống nhân gian để hầu những cái người mà chứng đắc ở dưới nhân gian. Đến nỗi cuốn kinh mà chúng ta để ra, chúng ta lật ra là có bốn vị Thiên Vương theo hầu, trong kinh Pháp Hoa có nói. Như vậy thì các vị này bụ ở không sao, ở trên cõi trời đó rồi cái bỏ xuống đây đi hầu. Vì nghĩ có đúng không? Tự nhiên người ta có một cái tầng trời của họ, cái ta bỏ cái tầng trời đó đi xuống này hầu ở chùa Phước Sanh. Chùa này rảnh không? Không phải là mấy ông kia trên đó bỏ cung của người ta hết. Nói vậy quý vị hiểu đúng hay sao? Chúng ta phải hiểu cho đàng hoàng, chứ không nói là đừng có kinh đó, là đừng có nằm độc. Vì mình nằm độc hay mình để kinh xuống đất đó, bốn cái vị này người ta hầu nè, cái phước của người ta, ta hầu ta phải mọt xuống ta hầu. Cái tự nhiên á, người ta phiền não sanh ra, cái mình tổn phước, đời sau mình sanh mình lùn quý phải. Vậy là có đúng hay sai? Quý vị đã từng nghe cái câu đó chưa? Mình để cung kinh xuống đất cho thành á, chắc cái đời sau mình lùn chết luôn á. Nói mà còn cắn răng nữa hả? Có đúng không? Thầy không biết. Vì để dưới tội, đúng rồi. Có nghĩa là mình không có tôn trọng những lời Phật dạy. Mình không tôn trọng những lời Phật dạy. Nhưng mà ở đây Tứ Thiên Vương chính là nói lên sự tôn trọng cung kính. Người nào có sự tôn trọng những cái quý giá, người nào có sự cung kính cái đáng kính, người đó phước báo sanh về cõi Tứ Thiên Vương. Hay là người đó sẽ được người khác cung kính. Như vậy tôn trọng cung kính cái thiện, cái tốt, ghét cái ác, ghét cái ác, cái đó là Tứ Thiên Vương. Vậy thì giờ quý vị muốn sanh về cõi này rất là dễ dàng. Quý vị hãy nên bảo vệ cái ác và hầu việc những ngày còn lộn, mình nói hoài lộn hết trơn à. Bảo vệ cái thiện, giết bỏ cái ác. Cảm ơn vì nói sai quý vị hết buồn ngủ. Đồng ý không? Lâu rồi nói sai vậy nó hết buồn ngủ rồi chứ. Nó đúng rồi buồn ngủ chết rồi. Vậy là chúng ta muốn làm Tứ Thiên Vương là chúng ta bảo vệ cái thiện và ghét bỏ cái ác. Bây giờ mình đi ra đường cũng vậy nữa. Tự nhiên mình thấy ai mà ở tôi thấy cái cảnh mà nó nhảy xuống cái nó bẻ cái kiến của người ta đó. Cái kiến xe phía sau đầu vô nó nhảy xuống cái nó bẻ kiếp. Mình nói trời đất ơi, cái tụi này nó lộng hành dữ vậy ta. Nhưng mà mình đâu dám đụng gì tới đâu. Mình mà nhảy xuống xe là ở đằng sau cái thằng đó nó nhảy xuống nó bẻ, chứ ở đằng sau nó còn mấy chiếc nữa. Mình mà nhảy xuống là nó vớt mình te tua tơi tả. Có khi mọi người ta nhìn thấy mà ta cũng không để ý gì cái mình đấy. Không lẽ mình dung dưỡng cho cái thế lực xấu nó sống, thấy không? Nhưng mà mấy cái chuyện đó mình
không làm được, cái mình thấy cái bồ đề tâm của mình y như nó đang cắn, đang rứt. Coi phim cũng vậy nữa, mà thấy mấy cái thằng ác ôn nó chọc xuống rồi giết mày chết mày. Cái tâm của mình nó vậy, cái tâm đó chính là cái tâm hộ pháp. Tứ Thiên Vương này chính là cái tâm hộ pháp. Mình thấy cái người ác này mình ghét vô cùng, đó là cái phước đó là nó lên cõi trời tiến thiên vương. Vậy thì mình nói mình tu nè, mình tu mình thấy ai làm gì kệ họ, vậy là mình đang giết bồ đề tâm của mình. Mình thấy người ta xấu mà mình không nói người ta chính là mình đang giết mình. Mà mình thấy người ta xấu mà tâm mình nó rạo rực, tôi mà cỡ nhưng mà tôi học võ, tôi chỉ được cho nó đứt đi, phải tôi chỉ nó liền à. Có nghĩa là sao? Mình ghét cái ác. Mình thấy ai làm thiện, tự nhiên cái một đứa bé mà nó thấy bà già, nó chạy lại nó dắt bà già qua, hoặc là bà già đánh rơi cái gì đó, nó chạy lại nó lụm, nó đưa bà già một cử chỉ đó, tự nhiên mình thương. Có nghĩa là cái tâm của mình nó thuận theo cái thiện, nó thấy ai làm thiện nó quan hỷ nó. Nó thấy một đứa bé mà vô chùa ngồi tụng kinh, mình lòng mình nó cũng vui à. Còn con mình quậy gần chết mà thấy nó tụng kinh mình khoái, ước gì mày con đâu như con bà con. Thấy không? Có nghĩa là nếu như mà cái tâm của mình mà hướng về cái thiện bỏ cái ác, cái phước đó là tứ thiên vương. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý nha. Chúc mừng quý vị mai mốt sanh về cõi tứ thiên vương. Nhớ là tôn trọng điều đáng trọng, cung kính điều đáng kính. Chớ có nên a dua theo những người xấu ác, chớ có nên thuận theo những điều khác mà đánh mất đi cái phước báo đáng được sanh về tứ thiên vương. Rồi à, nhân đây thì cũng nói ở chùa mình có nhiều vị là vô đây làm tứ thiên vương đó. Cái này là thầy nói thật nha, tất cả các cái chùa đều có người hộ pháp. Quý vị biết muốn hộ pháp mà đánh ma như vậy là cái người này hiền hay dữ? Hiền mình sao đánh lại mấy ma này mà bây giờ quý vị vô chùa mà quý vị thấy mấy cái người mà mặt hầm á, rồi quý vị thấy ớn hay là không ớn? Ớn không? Có nhiều người nói trời ơi tôi muốn vô chùa là thấy cái mặt ông nó tôi ớn quá. Cái này tôi nói thiệt nha. Nhiều cái chùa bây giờ quý vị vô chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, quý vị thấy là có đồ bảo vệ không? Tự nhiên mình mặc cảm nè. Tại sao ở chùa mà lại có bảo vệ? Nhưng mà quý vị nghĩ cái bảo vệ đó chính là Tứ Thiên Vương. Nếu không có người phát tâm từ thiện để làm thì phải thuê nó làm. Vì nó không làm thì quý vị biết không? Có nhiều người ăn trộm nó nói hay lắm, nó nói công an bắt nó quánh nó, cái nó nói tại sao mày vô chùa mày ăn trộm, nó nói mấy chỗ khác bắt nó quánh, quý thầy bắt nó quánh. Cho nên là vô chùa ăn trộm lỡ có bị bắt không bị quánh, còn mấy chỗ khác bắt nó quánh tần tả à, từ cái chỗ đó. Không phải là nói vậy là để bắt ai vừa trơm hết chùa Phước Sanh ra. Cái tôi nói là tôi dạy võ. Bản thân tôi là hồi đó tôi thích võ thuật đó. Vì có hai cái môn mà tôi yêu thích nhất là một là đọc sách học, hai là học võ. Tôi đọc sách trong lát cái nó buồn ngủ quá, cái tôi từ trong cái bàn là tôi lộn vòng tròn vậy. Cái lát cái nó hết đi vô đọc sách đi. À, nhờ như vậy mà tới giờ này mắt vẫn còn tốt. Nhiều người á nó chỉ có văn thôi, nó không có võ thì mắt mau hư mà tướng bự, tại vì cứ đọc sách chút xíu mệt cái ngủ xong dậy ăn à, cho nên là càng học nhiều nhưng mà ăn càng bự nấy. Còn tôi học nhưng mà tướng vẫn nhon chiêu tôi trẻ. Cái tôi nói vậy nè, chùa nào thì được nghe, chứ bước vô đây là chết với tôi bảo đảm không bao giờ chạy lại tôi đâu. Hồi đó khi tôi học đại học mà để chạy cái môn điền kinh ba đa tông thì tôi chỉ chạy thua cái ông là ông lên là hầu như là trung tá quân đội, nó ra đi học chung đại học với tôi. Trong quân đội hầu như là nó cứ chích cái thuốc gì nó mạnh lắm. Tôi nói thôi tôi chịu thua, tôi chỉ chạy thua cái ông đó thôi, cái vị sĩ quan đó. Có nghĩa là ở trong đó nó tập luyện dữ quá đi, mình tập luyện không bằng nó. Với là mình ăn chay nữa, cái nó nói
thầy ăn chay sao thầy chạy lại tôi nói đuối tôi đuối lá tôi đuối thật vậy. Tôi bắt tôi biết mà đậu hũ thì dĩ nhiên phải thua thôi. Không, lúc đó là tính dùng thần thông rồi, nhưng mà sợ dùng thần thông cái nguyên quân đội đi tu hết đội chứ. Đúng không? Mình thua sĩ quan là mình có lý do đó. Mình thắng cái cả quân đội đi tu hết cái đất nước mình đuối luôn à. Thôi thua nó dốc cái lý do khó, nó dốc cái kiểu đó lắm á. Cho nên là lỡ mà mình có viết sai trên bảng cái mình nói tôi thử đại chúng cho biết. Cái thứ gì mình nói không được cái đó ghê lắm. Cho nên là bây giờ đánh ma ha, mình nhớ nha, mình phải thông cảm đến một số người vô chùa nha, những người mà người ta tu mà ta thương thầy, ta muốn hộ pháp mà ta thấy ai, người ta thấy ai bực mình đó là vô cái tổng trò. Cái con người nó nhìn không thầy gì đâu mà vô phải qua mấy hàng rào, muốn mà thầy Phước Sanh vô mà gặp mấy cái hàng rào thì quý vị cứ qua bốn ông rồi. Mà mấy ông này còn đỡ hơn mấy bà, bốn bà thiên dương được như vậy. Đợi ý không quý vị, đó là tôi mới dạy bốn tứ thiên dương là tôi nói đàn ông chứ tôi nói chưa là tứ mẫu thiên dương à. À, nói vui thôi nhưng mà thiệt à. Cái thứ hai là trời đau lợi, cõi trời này là vua ở cõi trời này là gì quý vị biết không, nhớ không, vua gì? Thích đề hoàng nhân. Thích đề hoàng nhân người ta gọi là đế thích thiên. Đế thích thiên Đức Thế Tôn đi lên cung trời đau lợi này nói kinh Địa Tạng, nhưng nhớ là hoàng hậu Ma Gia ở cung trời đâu xuất. Hồi đó tôi đứng hình đó tôi biết mà. Hoàng hậu Ma Gia không có ở cung trời đau lợi vì sao vậy? Vì cái phước báo của hoàng hậu Ma Gia để sanh Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì ngài ở cung trời đâu xuất ngày xuống, rồi Thái tử Tất Đạt Đa cũng từ trên cung trời đâu xuất xuống. Ngài lên cung trời đau lợi ngài nói là bởi vì cung trời đau lợi nó cũng giống như là cái trung tâm của nước Úc vậy đó, có nghĩa là cái thủ phủ của nước Úc đó. Chứ còn hầu đó Ma Gia ở đây ở gần chùa Thiên Phước. À, chứ không phải là ở lên cung trời đau lợi này. Như vậy Thích Đề Hoàng Nhân này là ai? Là một vị Bồ Tát phát tâm. Do phát tâm Bồ Tát cho nên lên trên đây quản lý 32 tầng trời. Và bữa nay chúng ta có thể học sơ qua 32 tầng trời, còn khi mà học kỹ đàng hoàng là học thêm nha. Lát tôi sẽ kể 32 tầng trời xong bắt đầu tôi dạy. Như vậy cõi trời đau lợi này là chủ quản của 32 tầng trời. Đây, cõi dục có 6 tầng, cõi sắc có 22 tầng, cõi vô sắc có 4 tầng, cộng lại thành 32 tầng. Cái này cần phải thuộc nghe. Không thuộc á, mai mốt mình sanh vào các cõi trời này mình tưởng cực lạc. À, cõi trời nhất là cõi trời vô sắc này, muốn qua được các cõi này không phải dễ. Tôi dạo hết trơn tôi thấy không ổn bằng Úc tôi qua đây. Đúng không? Trước khi qua Úc tôi dạo hết vòng, nếu được tôi ở trở luôn khỏi đi Úc. Như vậy thì Đế Thích Thiên là cái người phát cái Bồ Tát, ông ta phát cái tâm Bồ Tát. Nhưng mà ở dưới cái thế gian này nè, ở dưới cái cõi dục giới này, ở dưới cái cõi bốn châu này nè, mà ai mà phát cái Bồ Tát á thì cái ghế của cõi trời Đế Thích này nó rung rinh. Ở đây mà phát Ba La Mật thôi nha, Ba La Mật chỉ phát cái tâm tu Ba La Mật thì cái ghế của cõi trời Đế Thích này nó rung rinh. Thì bắt đầu vị Đế Thích Thiên này mới dùng thần thông và bắt đầu xuống trong cái châu này kiếm coi ai phát tâm Ba La Mật và thử cái người này. Thì trong tiền thân Đức Phật á, đã nói nhiều lần Thích Đề Hoàng Nhân đi thử ngài. Nhiều lần thử ngài. Cho đến lúc mà hành hạ ngài máu me đầy người hết trơn, là đến lúc chết rồi đó thì Thích Đề Hoàng Nhân mới quỳ xuống lại là con phải thử cái hạnh Ba La Mật của ngài. Con khi ngài thành Phật ngài nhớ độ con. Cái tâm của các bậc A La Hán, các bậc Bồ Tát là không có hề có oán hận gì hết trơn.
Cho nên thử đến lúc mà cái kiếp mà sinh con mắt á, ông vừa phát tâm ba la mật cái xuống sinh con mắt. Nó thương ngài, con nghe ngài phát tâm ba la mật, mẹ con bị mù, xin ngài cho mẹ con một con mắt. Vừa nói thì cái bậc Bồ Tát sau vô tay móc liền, vừa móc mắt đưa cái nói không phải mắt này, con mắt kia. Mày làm như đồ chơi như vậy. Rồi mày xuống mày xin mày nói đại đi mắt cái. Đằng này mày không nói tao móc mắt. Cái nó nói không phải mắt kia kìa trời. Bồ Tát không suy nghĩ đưa lên móc luôn, cái nó ngửi nó thúi dữ để xuống nó giọng nha. Bụp bụp. Trời ơi mắt của người ta mà nó làm như ốc. Thử cái lòng của Bồ Tát cho mà còn tiếc không? Cho mắt mà còn tiếc không? Trời ơi bây giờ quý vị cho tiền mà nó làm cặp, quý vị còn chửi nó không hồi chiếc cho con mắt. Đúng không? Mình cho tiền nó làm cái này mà nó làm cái khác là mình đã không giữ ý nữa. Mà các bậc Bồ Tát bố thí ba la mật là cho cả đầu mắt thân thể của mình mà không hề tiếc. Như vậy mới gọi là Bồ Tát, còn mình là Bồ Tát. Bồ Tát với nhái giống nhau. Đó. Vậy là Đao Lợi Thiên nói sơ thôi nha. Ai mà có cái tâm quản lý, ai mà có cái tâm quản lý á, có nghĩa là có cái tâm hy sinh, quản lý việc này việc kia, có cái tâm là gọi là lãnh đạo á. À, người nào có tinh thần lãnh đạo phần lớn về đây để đào luyện đây này. Ở trên đây nó có tinh thần lãnh đạo cao lắm. Người nào mà có tinh thần lãnh đạo, mà lãnh đạo thì trước phải lãnh đạn. Nếu mình muốn lãnh đạo trước mình phải lãnh đạn. Cái này là tôi cảm nhận được. Giả sử như ở đây trong chúng đây mà ai mà nói là giờ thầy ơi con muốn con phụ thầy cái khâu là quản lý nhân sự. Quý vị biết mình quản lý mình rồi, bữa nay về mai khác quản lý 2 người, 3 người, 4 người bắt đầu biết tay à, hết chuyện này tới chuyện kia. Mà muốn lãnh đạo được trước phải lãnh đạn, mà ông vua này ông lãnh đạn kia đó. Áo giáp sắt không á. Cho nên hồi đó kiếp trước tôi làm vua tôi biết tối ngày mặc áo giáp mệt được chết luôn. Nặng thì sao phải sợ nó đâm đéo, sợ nó bắn. Tất cả mọi ông vua đều phải có áo giáp sắt hết. Mà có khi áo giáp bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, mặt mấy lớp như vậy, nằm kiểu như đó. Trật làm vui chứ khổ chứ, tôi làm thịt chùa cho nó đã. Lý do nào tôi làm thịt chùa? À, tôi nói là nếu quý vị biết đừng có ra cầu làm vua như vậy. Cõi tu diện ma, cõi này có nghĩa là chúng sinh ở cõi này, cái phước báo rất là nhiều. Phước rất là nhiều, nhưng tâm xấu. Trên cõi đời này quý vị nhìn, quý vị thấy cái cõi này thấy không? Có nhiều người nói như này, nó mà nó tốt thì nó đâu có giàu. Tối ngày đi cho người ta thì nó đâu có giàu. Cái cõi này quý vị biết, lạc vào cái cõi này nó lộng lẫy ghê gớm. Nó dụ dỗ người khác, nó sẵn sàng cho người khác mà cho để cho một lấy 10 vậy. Là lấy luôn mạng luôn á. Cho nên cái cõi này nè, là nó xuống nó xin Phật là xin ngài cho con một ước nguyện. Đức Phật nói đối với mọi người ta cho, nhưng ngươi đến lúc nào ta thấy viên mãn hạnh Bồ Tát, ta mới cho ngươi một điều ước. Ma Dương này nó xin Đức Phật, Đức Phật đâu cho đâu. Vậy thì Đức Phật có lòng từ bi với ai mà không có lòng từ bi với nó? Nó đi theo nó xin Phật biết à. Cho đến lúc mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật cho nó một điều ước Đức Phật cho sớm. Nó chỉ ước Đức Phật chết thôi, quý vị ghê chưa? Nó xin một điều ước nhưng mà Đức Phật vẫn biết rõ cái tâm của nó là nó muốn Phật chết. À, cho nên Đức Phật vừa nhận nó thì 3 tháng sau Đức Phật hứa 3 tháng sau ta nhập Niết Bàn. Nhớ nè. Này. Chứ đừng có nói là Đức Phật có lòng từ bi hết với tất cả mọi người, riêng cái này không có. Cho nên có cái cô kia cô nói thầy, ai thầy cũng từ bi, tại sao con thầy không từ bi? Thầy nói ai cũng được nhưng riêng cô thì không. Biết nó muốn thầy chết mà. Bi nó là chết à. Vì học phòng cho kỹ chứ không bị nó đưa vô à. Nó nói thầy là một cái người từ bi mà con chỉ xin thầy một điều thôi mà thầy không có cho. Thầy nói cho mày là thầy chết luôn à.
Nhớ không? Chúng ta học Phật và chúng ta phải biết hết các cái cõi này để chi biết không? Để ta nắm cho vững con đường đi. Chứ còn nếu không, ma vương nó xin đến lắm, nó xin một điều thôi. Nó xin, nó hỏi là con xin thầy hứa thầy cho con nha. Nói là thầy chưa biết, thầy chồng không hứa rồi. Ta hứa là thầy chết trước. Như vậy cái cõi này là cõi phước báo ghê gớm. Nhưng mà cái tâm niệm nó xấu. Mà tâm niệm xấu này là nó muốn giết chết người ta thôi. Nhớ như vậy. Lúc đầu nó đưa cho con người ta đến những cái đam mê vì do nó phước báo nhiều quá. Nó đưa cho người ta đến những đam mê, sau đó nó điều khiển người ta và nó thống lãnh đó luôn. Đây là cõi tu diệm ma. Mà cõi này bây giờ nó rất là thịnh. Nó ở ba yếu tố. Yếu tố vật chất, yếu tố tình cảm và nó cả yếu tố vọng tưởng của tâm linh. Nó ghê lắm. Mình vừa ước là được, muốn là có, coi chừng đó là cõi ma nó đang đáp ứng cho mình. Chứ còn cõi Phật là đúng trên tinh thần nhân quả, Phật không có cho. Tự mình phải làm, Phật từ xa gia hộ cho mình, chỉ cách mình làm. Nhưng Phật không cho. Nhưng ở bên đây nó sẵn sàng nó cho này. Nhớ cõi tu diệm ma nó cho. Cho nên mình vừa ước cái cõi tuyệt vời là cõi tuyệt vời nó hiện ra, coi chừng cõi đó là cõi ma. Nó sẵn sàng nó cho mình luôn. Nhớ. Cho nên là khi chúng tôi tu tập, chúng tôi thấy có nhiều người sẵn sàng là lo cho thầy hết. Thầy muốn các cái chùa bao lớn con lo hết. Thầy đừng lo gì hết, thầy đừng có phiền hà gì hết. Là thầy biết rồi, tương lai mày đỡ. Đó thì nói thiệt nha. Nhiều vị thầy mà sau khi mà nó từ xa mà nó bảo kê cái việc là hết rồi đó, là ông này nó bảo kê luôn á. Chạy ra khỏi mới lạ ra. Cần phải học để quý vị biết rằng là quý vị nên thương quý thầy chứ quý vị không có nên ghét. Tại sao phải không? Quý thầy vì tất cả mọi người, nhưng mà cái ma trận này nó ghê quá. Không phải đơn giản. Có khi nó không làm được, nó sai người khác làm. Và khi nó sai người khác làm mà rơi vào lưới ma rồi là nó giật một cái ra rồi. Nó lụm một cái rồi. Không có trí tuệ là vượt qua khỏi này không được. Con người ta không thể nào thiếu vật chất để tu tập, đây là phương tiện. Không thể thiếu con đường tình cảm vì mình còn sống. Mà không thể thiếu một ước mơ, mà coi chừng ước mơ đó nó khác với vọng tưởng. Đây là thầy chỉ cho cõi ma, nó điều khiển cái cõi dục giới này. Nhớ nó nằm trong ba cõi luôn nè. Cõi ma này nó đóng quân ở cõi dục giới, nhưng mà nó điều khiển ba cõi. Cũng giống như cõi trời đau lợi này, nó đóng cái cung ở cõi trời dục giới, nhưng nó điều khiển ba cõi. Nhớ hả? Ai có thần thông bữa nào rủ thầy thì đi chỉ dẫn. Mai mốt quý vị tu có thần thông rồi là nhớ tới tìm thầy thì dẫn đi chỉ cho. Đâu xuất đà, cái cõi này là cái cõi đạm bạc. Cái cõi đạm bạc, cái cõi nhẹ thánh hơn. Cõi này là bát điên, nhẹ nhàng. Phần lớn là những người phước lộc thọ nằm ở đây. Mấy ông phước lộc thọ nằm ở đây. Trong cái cõi này là nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, tối ngày ăn no đi chơi không. Đấy không? Trong những người đi chơi này thì có nhiều người hạ thủ công phu tu ở đây. Ở đây là một trong những cõi tu tập và vui chơi, hưởng cái cảnh cực lạc. Nhưng mà cái cảnh cực lạc là tạm á. Thì quý vị biết là Thái tử Tất Đạt Đa từ cung trời Đâu Xuất này xuống, Hoàng hậu Ma Gia từ cung trời Đâu Xuất này xuống, Đức Phật Di Lặc bây giờ đang ở cung trời Đâu Xuất này, các vị tổ như Mã Minh, Long Thọ đang ở đây, và tôi cũng có tên trên này. Chúc mừng ha. Mà tên Thiện Xuân nó đông lắm lắm. Ở Việt Nam á là Hòa Thượng Thiện Xuân có hai vị, Thượng Tọa Thiện Xuân có, Đại Đức Thiện Xuân có ba vị, Tiểu Thiện Xuân nhiều lắm. Tên đó tôi không biết tên ai. Tôi hay có mà không biết phải tên tôi hay không. Có nghĩa là cái cõi này là cái cõi thảnh thơi nhẹ nhàng, cái cõi đạm bạc, không có đu chiên. Cũng là cõi trời nhưng cõi trời rất là nhẹ nhàng. Ở đây có những cái bản nguyện rất là lớn. Các vị thường hay vui chơi hội họp thảo luận này kia,
trên cái cõi này không có đấu tranh mà cõi này đánh đá ghê. Rồi, trời hóa lạc có nghĩa là trời này thường hay dùng thần thông để biến hóa. Vô cõi này khó có biết cái nào là thật, cái nào là giả luôn. Tại vì họ tạo ra tất cả những cái cảnh cũng như là nhân tạo vậy đó, chứ không phải là cái cảnh tự nhiên. Cảnh nhân tạo cho nên là ở đây người ta vui bằng tự, bằng chính họ tạo ra, vui tự tạo. Cõi trời hóa lạc, thấy không? Nếu ai mà tu tập mà một mình không có đến chùa chiền, không có đi chơi với ai, một mình tu thì coi chừng ở cõi này xuống chơi con mình à, tự vui một mình. Giờ quý vị vẫn thấy những đứa nhỏ, có những đứa nhỏ một mình nó không chơi, nó phải chơi với người khác nó mới chơi. Còn có những đứa nhỏ một mình nó tự nó chơi, tự nó vui vậy đó. Nào quý vị biết là coi chừng nó ở trên đây xuống, nó tự vui một mình vậy, đưa người khác vô nó cũng chịu. Rồi tha hóa tự tại, có nhiều người chúng ta thấy là ở cái cõi này xuống là họ bản thân của họ là không có cái gì là của mình hết. Họ sống mà họ sống mượn, họ gọi là sống tạm, tạm vui. Họ sống tạm vui, họ mượn cái này vui, mượn cái kia vui, mượn cái kia vui, mà đời sống họ tự tại. Cái này giống tới điên lắm nè. À, hiểu không? Giống tới điên chứ. Có nghĩa là không phải là trứng, chỉ nó giống thôi chứ không phải trứng nè. Trứng nó lên lên cao nữa, nhưng mà này là giống. Sau khi cái đời sống họ như vậy, họ bỏ thân mạng này, họ sinh về đây. Khả năng của họ nó tự tại, nó hóa hiện, nó không có cần cái gì hết. Cho nên là có khi là mọi người với nhau là trong một cái niềm vui ấy, là họ cũng có thể bỏ. Tài sản của cải họ vẫn có thể bỏ một cách tự tại. Họ không có bị cái người khác làm cho họ đau khổ. Có những gia đình quý vị đã từng thấy chưa? Hai vợ chồng mà bà vợ đang nhà cửa đồ sộ cao ngon vậy, cứ bỏ đi là bỏ họ, không có tiếc đâu. Còn có người tiếc dữ lắm mà không có bỏ được, xong hết nghỉ ngủ. Nhiều người buồn ngủ rồi, chúc mừng quý vị, chúc ngủ ngon. Nghỉ chưa? Nghỉ được chưa? Nhiều người buồn ngủ rồi. Trời ơi, vô sâu chút nữa. Lên tới đây cái tôi thấy nhiều người ngủ ngon luôn, chưa ngái à. Rồi, thôi, nói như đó thôi, chưa đủ, lát nói khúc nữa. Nhà lửa ba cõi phải không? Bây giờ dục cõi dục rồi phải không? Bây giờ tới cõi sắc, cái cõi này mới mệt nè. Cõi sắc tới 22 tầng rồi nha. 1. Phạm chúng. 2. Phạm phụ. 3. Đại phạm. 4. Cõi sắc này á, nó có 22 tầng, nó kết thành 4 địa. 4 địa này nó bằng với tứ thiền, nó bằng với 4 thiền. Ba cái cõi này, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm, nó kết thành một địa gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Cái cõi này nó bằng với cái cõi sơ thiền. Được chưa? Có nghĩa là cái địa này là ly sanh hỷ lạc, cõi này bằng với cõi sơ thiền. Nếu người nào mà tu á, thì sẽ chứng được sơ thiền, sanh về cõi này. Thứ tư, hiểu quang. Hiểu quang 3, 5. Vô lượng quang 6. Quang âm. Ba cái tầng trời này kết thành một địa gọi là định sanh hỷ lạc địa. Nó bằng với cõi nhị thiền. Đấy, hiểu tịnh
tịnh. Trời ơi, viết chữ lên xấu chưa từng thể xấu luôn. Về ai thương cho nổi trời. Ba cái cõi này kết thành một cái cõi là ly hỷ diệu lạc địa. Cõi này bằng với tam thiền. Cõi này còn có tên gọi nên là ngũ tịnh cư thiên. Nếu ai đã từng nghe thầy dạy hầu Tết á, thì cái bộ này thầy có dạy rồi. Nhưng mà mỗi lần thầy dạy lại là có cái mới chút, cho nên cứ nghe lận miếng là có mới chút. Bây giờ nói chính cái tuần trước thôi nha. Còn 13 cái nữa là nó kết thành một địa. Bây giờ mình giảng ba cái địa này trước. Quý vị thấy là ba cái cõi này đều có phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Đây gọi là phạm thiên vương. Bà La Môn giáo thờ phạm thiên. Khi ngài Xá Lợi Phất quy trở về độ mẹ mình, ngài Xá Lợi Phất 100 tuổi, mẹ của ngài 120 tuổi. Cái này ước lượng thôi chứ không có bà phu bồn này, bà đẻ lúc bà mới 20 tuổi bà sanh đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nó ước lượng vậy đó. Bà 120 tuổi bà vẫn còn khỏe, hàng ngày bà lại phạm thiên. Như vậy đại phạm thiên vương được xem là cha của cõi trời dục giới. Như vậy thì khi bà lại đại phạm thiên này, thì lúc mà ngài Xá Lợi Phất đi về đó là độ mẹ mình, là bắt cái cõi này nè, bắt ông phạm thiên này xuống dọn cái phân nhơ cho ngài, thì ngài đã chứng a la hán rồi. Cho nên mẹ của ngài thấy như vậy á, mà cái xã hội Ấn Độ nó phân biệt bốn giai cấp, giai cấp nó phân biệt lớn lắm. Cái giai cấp Thủ Đà La giai cấp này mới đi hút phân, mà đằng này mình là giai cấp Bà La Môn số 1 này nè, mà bây giờ mình đi lại cái giai cấp mà đi dọn phân cho con mình là không bao giờ làm. Cái bản ngã của cái người Bà La Môn nó lớn cỡ đó. Từ chỗ đó mà bà không bao giờ lại phạm thiên, bà hỏi con thầy mày là ai, nói tao biết. Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho mẹ quy y Tam Bảo xong, ngài nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất 100 tuổi, Đức Thế Tôn mới có 80 thôi. Lúc đó thầy 79. Nó xạo cho quý vị bớt mà ngủ. Nó thiệt buồn ngủ lắm. Như vậy thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất về độ mẹ mình. Vậy thì ngài bắt những người trên này đi xuống, vậy thì ngài có tổn phước không? Tổn phước không quý vị? Theo quý vị nghĩ là đại phạm thiên phước nhiều hay ít? Phước nhiều mà đi dọn phân cho ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất tổn phước không? Tổn không? Đắc A La Hán, nhưng mọi thứ đều có nhân quả của nó. Hiểu chưa? Mọi thứ đều có nhân quả của nó. Giả sử như bây giờ quý vị nghĩ coi là mình bình thường vậy mà một cái ông quan ông tướng lớn nào đó ông về mà ông làm cái chuyện đó, mình thấy mình phải dữ dằn không? Cái phước ông lớn không? Phước ông nó tăng thêm. Vậy thì sở dĩ mà tại sao cái ông này ông làm là bởi vì ông muốn phước ông vượt trội hơn, chứ không ông đâu làm giỡn à? Ông tự làm chứ không có. Không, ngài Xá Lợi Phất kêu ông mới làm à? Lúc này ngài Xá Lợi Phất đến đây kêu mấy ông này về, nào giờ mẹ ta lại các ông nè, bữa nay ta về đây là nhà của ta nè, các ông về đây kêu xuống hết. Giờ ta muốn độ mẹ ta, các ông công đức bằng ta không? Nếu không bằng, các ông hãy làm chuyện đó để ta độ được mẹ ta, chứ không là mẹ ta không nghe. Vậy thì các ông này mới làm. Cái xe như giờ thầy là thủ tướng. Thầy về xã, hồi giờ huyện. Bây giờ ông chủ tịch huyện hồi nãy giờ là mẹ cứ nghe lời ông chủ tịch huyện thôi. Bữa nay tôi nói chủ tịch huyện phải không? Ông đi làm chuyện đó cho tôi. Vì ông làm chuyện đó thì mẹ ông nói. Vậy thì ông đó ông làm chuyện đó là bởi vì sao vậy? Là vì mình. Nhưng mà ông muốn làm chuyện đó là mình phải sao cho ông được.
chứ tự nhiên cái ông làm chỗ đó không à, dễ à. Đó, ngay chỗ đó chúng ta mới biết rằng trong cái cõi này nè, sơ thiền là ly sanh, vậy là còn có tâm niệm sanh không? Vậy cái lạc này nè, cái an lạc này, cái niềm vui này nè, hỷ này nè, nó sanh ra từ đâu? Từ cái chỗ ly nè. Được chưa? Vậy là giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để không còn cái tâm niệm khác sanh ra, đúng không? Chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là lìa hết tâm niệm khác sanh ra. Có phải bác nhã là cứ hở một tâm sanh ra là diệt, một tâm sanh ra là diệt, đúng không? Ly, mình lìa cái tâm niệm vọng đó. Vậy là cái này là lìa cái vọng, cái sanh này là vọng, đúng không? Lìa cái vọng này, như vậy thì ly sanh mới được hỷ lạc. Vậy là sơ thiền chúng ta có hai loại thiền, đúng không? Thiền chỉ và thiền quán, đúng không? Thiền chỉ có nghĩa là dừng lại, cứ hỏi mình vừa khởi ra vọng tưởng dừng lại, vừa khởi ra vọng tưởng dừng lại, mà dừng đến lúc tâm mình yên gọi là sơ thiền. Tâm mình khởi ra dừng lại, hiểu không Phật tử? Có người chứng rồi. Nghĩa là cái cõi này tại sao nó phân biệt từ cõi sắc? Cõi sắc có nghĩa là nó hơn cái cõi dục, nghĩa là nó ra khỏi cái vật chất vướng mắc, nó ra khỏi cái vật chất vướng mắc. Vậy thì sắc này là thật của sắc, còn vật chất này là tướng của sắc, tướng của sắc. Giả sử như giờ là nếu có một người nào đó thương cô, người ta thương cô vì cái sắc tướng đó, hay người ta thương cô cái khác? Y như giờ này quý cô á, quý cô đi chọn có một anh chàng nào đó thương nè, thì thầy muốn giải thích được cái này thì phải lấy ví dụ cô mới hiểu. Ở đây thầy phải lấy ví dụ cô mới hiểu, chứ không phải là có tướng hay không có tướng. Ở đây thầy ví dụ nè, bây giờ là thầy thương một cái con nào đó, tự nhiên cái thầy thương hả, có chọn lựa không? Có. Bây giờ thầy chọn lựa không phải là cái cô đó đẹp, vậy thì cô đó đẹp do thẩm mỹ viện là sao, đúng không? Vậy thì cái cõi sắc này nó hơn cái cõi dục, là không phải là cái thân mấy chục ký đó, không phải là mập hay ốm, bữa nay ốm là ngày mai mập sao, bữa nay mập rồi mai mốt ốm sao. Cho nên cái sắc đó nó không phải là cái cõi dục, cái cõi dục này là cõi vật chất, mà cái cõi sắc này là cái cõi, là cái tướng, mà cái tướng trùm hết của cái vật chất đó. Có nghĩa là cô thương cái người đó không phải là do cái tướng của người đó đâu. À, ông đó có công ăn việc làm không? Thì công ăn việc làm là một cái tướng của người đó, đã được trang sức cho người đó đẹp hay không đẹp. Ông đó có học vấn không? Cái học vấn đó là một cái tướng sắc nữa để trang sức cho người đó. Cho nên cái cõi sắc này nó khác với cõi dục. Cõi dục là cái cục đất đó là cục đất đó, cái nhà đó là cái nhà đó. Nhưng mà cái cõi sắc á, nhà nói sắc pháp nữa chứ chết nữa. Ông, cái sắc pháp với cái tâm pháp á, sắc pháp là tướng mà tâm pháp á là vô tướng. Phải suy nghĩ. Giả sử như thầy nói giờ quý vị ngồi đây là sắc này, là cõi dục. Cái sắc này là sắc ở cõi dục. Nhưng mà bắt đầu thầy tìm hiểu tới cô là thầy tìm hiểu cõi sắc. Thầy tìm hiểu cõi sắc là cô này tốt hay không. Vậy là cô tốt hay không là cái sắc của cô nó đứng cái bên nữa, nó làm cho cô đẹp hơn. Còn nếu cô không tốt á, thì tự nhiên cái tướng nó bị sụt xuống một cái nữa. Là bởi vì cô này cũng giữ đứng mà. Là tự nhiên cái người đó rất là đẹp nhưng mà nó xấu trở lại liền. À, vậy là cái sắc của cõi dục á, là nó chỉ là hình sắc, mà sắc ở cõi sắc á, là nó mang cả những phạm trù tương ưng nữa. Hiểu không? Không hiểu thôi thầy bỏ tay, thầy thiết cái hình đầu hết nổi rồi. Vậy là hiểu rồi phải không? Chứ không phải là có tướng hay không có tướng. Cho nên tại sao phải lựa? Nếu như mà anh nào cũng là đàn ông hết đó, thì mắc gì lựa chi? Thì cô nào hướng lên là cũng có chồng hết thì ông nào cũng được. Đằng này phải lựa, vì sao vậy? Cõi này là cõi sắc. Lúc này cái tình cảm tôi phải cân đo đong đếm nè. Anh có công ăn việc làm không? Tôi thương anh cho tôi chết á. Tôi gặp đầu cái là tôi ăn mày với anh luôn ha. Phải không? Anh là người con có hiếu hay không? Anh là người tốt hay không? Anh có công ăn việc làm hay không? Anh có mê chơi cờ bạc rượu chè hay không? Tất cả những thứ đó đều là cõi sắc.
Thì cái đó hỏi rất là tốt à. Nếu không hỏi là thầy đâu có giải thích à. Không hỏi là thầy không có giải thích được. Từ cái chỗ đó mà mình ly sanh, nó sanh được ở cõi sắc này. Nhưng mà tại sao sanh ở cõi sắc mà còn ly sanh? Vậy là cái cõi sắc này là ta vừa ý. Tôi thương rồi và tôi ly tất cả những cái thói xấu của họ. Giả sử như tôi thương cô này. Cô nào? Cái cô đó đi. Anh á. Ừ. Cô thì chỉ cô nào chết. Giả sử như là thầy thương cô đó đi. Nhưng mà tại sao một khi mà thương rồi thì mấy cái khác bỏ hết trơn. Mấy cái khác bỏ hết. Mà mình bỏ hết thì mình mới thấy người đó đẹp. Còn mình thấy người đó còn cái này cái kia cái nọ nữa thì tự nhiên cái xấu rồi. Vậy là ly sanh hỷ lạc, cái niềm vui này nè, ở trong cái cõi này là cái niềm vui là không có sanh. Rồi qua cái cõi thứ hai là thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh, ta thấy quan thiểu quan chứ quan quan, thiểu quan, vô lượng quan và quan âm. Vậy thì cái cõi này là có hào quang sáng chói. Vậy là cái cõi đó được định. Cõi thứ nhất là ly, cõi thứ hai là định. Đó, cái này quan trọng nè, cái ly với cái định này quan trọng. Vậy thì tâm của chúng ta mà được định thì cái hỷ lạc đó nó sanh ra. Hồi nãy mới có ly thôi thì cái cõi nhị thiền á là nó đến cái chỗ định. À, thì từ cái chỗ định này là hào quang nó chiếu ra một quang, hai quang, ba quang. À, rồi khi mà đặt vô pháp môn tu là khi tôi giảng về tứ đế tôi móc cái này ra là quý vị biết nè. Tới chừng đó là tôi nói là quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy hào quang là tôi hỏi cõi nào, là chư thiên ở cõi này nó thấy quý vị có sức định nó đến thì quý vị thấy hào quang của nó hay hào quang của chính mình. Nếu quý vị thấy hào quang của chính mình thì quý vị biết mình đang ở cõi nhị thiền. Còn quý vị thấy hào quang của người ta đó thì quý vị biết chư thiên cõi nhị thiền đang ghé qua chơi. Được chưa? À, lúc mà tâm của mình không sanh á là mình biết mình ở sơ thiền. Mà lúc mình biết cái người kế bên mình không sanh á là cái cõi sơ thiền nó đến chơi. Nó đến chơi chứ không phải. Có nghĩa là mình ngồi đó mình cảm nhận được mình biết nhưng mình thì chưa có. Vậy đó. Mình đến cõi người ta cũng như là tôi đến nước Úc nhưng tôi chưa có là quốc tịch Úc. Chúc mừng quý vị vì tôi đến chơi cho. Tôi đang dạo chơi các cõi trời nè. Tôi đến cõi trời này chơi. À rồi xong tôi trở về cõi dục. À, tôi đang qua cõi sắc tôi chơi, tôi về cõi dục rồi bắt đầu tôi qua cõi sắc khác. À. Như vậy thì cái cõi này là hào quang lớn lắm nha. Ai mà tu mà thấy là nhắm mắt lại mà mắt không ngủ được là biết là mình có những cái chúng sinh ở cõi này tới chơi. Nhưng coi chừng nói là cõi dạ ma thiên nó đủ khả năng làm chuyện đó, nhớ nha. Đừng tưởng chư thiên là hộ pháp thiệt à, đi theo nó là chết. Ba cõi này hiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh. Cõi này còn được mệnh danh là ngũ tịnh cư. Cõi này trong bốn bậc thánh thì bậc thánh thứ ba là A Na Hàm. A Na Hàm là ai? A Na Hàm là cái quả vị bất lai. Bất lai có nghĩa là không sanh lại cõi dục nữa. Thì ở cõi này tu vì cõi này nó tịnh dữ lắm. Và đây là một cõi cực lạc tạm. Mà nếu người tu nào mà ly sanh mà được cái tâm định nữa thì vô đây phần lớn là không đi nữa. Bữa ẩn tôi lên tôi thăm tôi thấy đông lắm ngồi niệm Phật trên đây. Có nghĩa là mình tưởng ra mình sanh về cực lạc rồi vì ở này nó tịnh quá. Nó yên quá không ai rụt rịch gì hết. Mình tưởng mình về tới cực lạc nhưng không phải, đây là mới có cõi trời thôi. Đây là khả năng của tâm niệm. Rồi trong ba cõi này, ở trong ba cái địa này có ai hỏi gì không? Rồi xin mời cô. Hiểu quan như vô lượng quan, còn cái quan âm thì nói rõ đi. Quan âm thiên hồi nãy giờ mình tụng kinh trong quan âm thiên này nó có trong cái kinh á ha. Thì cái cõi này cũng được xem như là sự hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Sự hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà trong đây nè, trong đây là các cái cõi này là do ánh sáng sanh cho nên thường khi nói đến hào quang. Nói đến hào quang. Và do những người phước báo thì tự thân của họ sanh ra hào quang.
tự thân của họ sanh ra hào quang. Và những hàng Bồ Tát thường an trú trong cái cõi này để thể hiện sự sáng suốt của mình, hiểu không? Mà các vị đó thường ở Quan Âm Thiên. Mà nếu như ai đã từng có những giấc mơ nào đó được thấy cõi Quan Âm Thiên thì nghĩ quý vị đang thấy ở đây. À, nếu mà nói ngài thường á, thì ngài tới lui, ngài an trú ở đó. Nhưng mà nếu mà nói theo cái nói bằng tâm linh đó mà, thì chúng ta an trú trong ánh sáng ta sẽ thấy được ngài. Với trí tuệ ta an trú trong ánh sáng ta thấy được ngài. Vậy thì chúng ta học xong ba cõi, cái ta hỏi cõi Phật ở đâu, chỗ nào? Nếu mình an trú không là ánh sáng này là tức là thức hoài tại vì thực sự ra cái đó mình cũng không biết là thức hoài hay ngủ. Thì có nhiều người chính cái đó là Đức Phật ngày xưa ngày không có nói, tôi ở cái bên tôi hiểu ngày nào tôi hỏi bạch Đức Thương ngày có ngủ không, tôi hỏi Thế Tôn ngày có ngủ không, ngày nói chuyện tôi cũng không biết có ngủ hay thức đó. Là bởi vì bản thân Thế Tôn thì khi mà ngài an trú tâm, ngài đi vào cảnh nào đó, ngài tư duy về cảnh nào đó, thì đúng là lúc đó ngài đang quá thân ở cõi đó. Ngài đang quá thân ở cõi đó. Cho nên khi Đức Thế Tôn nhập định, ở đây xảy ra chuyện gì Đức Thế Tôn biết. À, hồi đó tôi làm thị giả tôi biết rồi. À, những cái cổ xe đi ngang qua mà nói về ngài A Nan á, là những cổ xe đi ngang qua nước đục ngầu, nhưng Đức Thế Tôn xả thiền xong là Đức Thế Tôn nói ta khát nước. Thì ngài A Nan đi lấy nước không có, nước đục hết rồi. Lúc đó hỏi, ủa 500 cổ xe đi ngang mà Thế Tôn không hay? Không, Đức Thế Tôn đang nhập định cho nên Thế Tôn này. Vậy thì lúc mà Đức Thế Tôn nhập định hỏi ngủ hay thức, tôi đâu biết đâu. Ngài cho con hỏi, nói có cái lúc mà Đức Phật lên trên trời Đao Lợi, trời Đao Xuất đó, đặng mà giảng pháp cho Hoàng hậu Ma Gia nghe. Đao Lợi? Dạ, trời Đao Lợi. Dạ. Thì con nghĩ một người phàm, một người mà ở thế gian thì nặng 60-70 kg rồi, sao Phật bay lên hầu đó Phật tới tiếp chốt lẫn chốt cua cơ giữa hai chồng rồi chuyên tốt rồi phải không? Dạ, dạ không có. Thật sự ra là cái cõi này nè, đúng rồi, đúng rồi. Có coi phim Tài Thiên chưa? Chưa coi phim Tài Thiên, một sự mất mát lớn. Ai ở trong đây đã chưa coi phim Tài Thiên đâu, giơ tay coi. Có nghe vậy hả? Phim Tài Thiên là lúc đó Tài Thiên vừa đứng như vậy này là Tài Thiên đã xuất đi rồi. Rồi bây giờ quý vị hiểu chưa, nhập định mà đi, hãy khẳng định như vậy nhé. Hiểu rồi, cảm ơn tôi xin được. Rồi hết giờ rồi, thầy chỉ cần nói tới cõi nói miếng nữa hay là hôm mai nói? Tám rưỡi thôi. Nếu mà để dành cắt lại mai nói nó hay lắm, chứ để mai nó tức đó, thì cái phim mà nó đang chứ không ai nghĩ sao. Không thì bây giờ cõi sắc mình nói tới đây đi ha, vì thầy nhắc lại, vì bữa nay nói như đó cũng là đủ rồi, bây giờ thầy nhắc lại cái chỗ này ha. Thì mình học mà phải từ từ thôi, mình học dồn quá cái đầu mình nó căng lên, cái nó không hiểu gì, nó lỗ vốn này. Rồi bây giờ thầy nói cái cõi dục này là cái thế giới vật chất đúng không? Mà tại sao Đức Phật gọi là lửa? Vì sao vậy? Vì chúng sinh nè là lửa củi không bắn muốn để chiếm đất đai, chiếm tài nguyên. Có phải là nhà lửa của sự tranh đấu để chiếm đoạt đúng không? Rồi bây giờ thầy nói cõi sắc nè, hầu đó có phải ông vua này ông thương cô công chúa bên kia mà không được đem cô mua đánh không? Vậy có phải lửa không? Rồi hai người với nhau mà nếu như mà ba người thanh niên mà thương một cô gái thì có lửa lên không? Có nghĩa là đây là nhà lửa của đời sống tình cảm. Nhưng mà nếu ta ly sanh thì ta ra khỏi nhà lửa đó. Ta ly sanh ta ra khỏi nhà lửa đó. Rồi ta có cái tâm định sanh ta ra khỏi nhà lửa đó. Vậy đó. Cái này là ra từ từ này. À, như vậy là quý vị hiểu được rằng khi chúng ta đưa mình vào cái chỗ mô phạm, chúng ta tự khép nép lấy mình đó. Tự nhiên mình từ từ ra khỏi nhà lửa. Đáng ra là muốn nói lắm nhưng mà nói cái nó mất đi cái hay, cái không nói, giữ cái hay là cái đó là ly sanh. Vì mình muốn mọi người tôn trọng cung kính mình với hào quang cho nên là định sanh. Rồi ta muốn được sự thanh tịnh cho nên lửa mà nó đốt tới cái cõi này thường khi nó đốt không cho nên
các bậc bất lai là Anaha. Nhà lửa bắt đầu nó đốt tới đây, nhưng mà đốt tới đây là muốn không cháy rồi. Là bởi vì ly hỷ, lìa khỏi cái niềm vui này. Niềm vui này chính là đốt này. Hồi nãy mình ly sanh thì hỷ này nó sanh phải không? Vậy thì cái hỷ này nó là lửa. Nhưng mà mình lửa này là mình vẫn hạnh phúc với nó, là bởi vì mình coi như là niết bàn, bởi vì mình lìa khỏi tâm niệm sanh. Nhưng ở đây là một loại lửa của sự an lạc. Xong đó là định sanh thì hỷ lạc vẫn còn, đây là lửa của định. Là ly hỷ diệu lạc thì cái lửa này này nó hết thì nó lại tìm cái lửa khác. Đây là một loại lửa mà khi chúng ta đạt được sự an lạc rồi, chúng ta tưởng đó là niết bàn, nhưng không phải. Lửa trong nhà lửa. Cho nên bây giờ mà quý vị hạnh phúc có nghĩa là lửa, đúng không? Thái tử Tất Đạt Đa được cha cưng yêu lắm, nhưng mà thái tử thấy là bị nhốt. Cái đó là cái mà thái tử thấy, còn mình không thấy. Cái đó là lửa đó. Vậy là bữa nay thầy nói ba cái lửa nhỏ nhỏ ha. Vậy là ngày mai ta học tiếp trong ba cõi nó còn cõi sắc nữa. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị về những nỗi. Mỗi đêm mà đi học miếng thôi chứ để nhiều quá cái mai mất năng suất lao động. Rất cảm ơn là bởi vì thầy giảng dở dở mà bữa nay cũng có được mấy chục người, gần trăm người đi nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Good night, chúc quý vị ngủ ngon. Đạo Minh, đạo lớn tuyệt vời, thiên tan thống khổ, luân hồi tái sinh, thương người như thế thương thân, trải bao nhiêu kiếp vô minh vẫn còn, con về nói đấng cha lành, quyết tâm tu tập. Cho mọi nghiệp xưa quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ đây tinh tấn quyết lòng sắp son. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình tiếp tục trong cái chương trình ngày hôm qua thì thầy có nghe hai sự phản hồi lại. Phản hồi thứ nhất á, là thầy nói cao quá, nhiễu nổi, thầy ngủ. Cái phản hồi thứ hai là sao thầy nói thấp dữ à? Thầy cũng biết sao nói. Rối tiếp. Thôi kệ, mình nói sao mình nói, còn ai nghe được gì đâu nghe. Thấy không? Ai nghe, còn ai cũng ngủ ha. Rồi, Phật tử trưa có ngủ trưa không? Không phải không? Vậy giờ chuẩn bị ngủ. Trưa không ngủ trưa là giờ chuẩn bị ngủ nè. Thầy nhắc lại, trong cái thiên thừa đó, trong cái thiên thừa thì cái thừa này có nghĩa là cái xe chở chúng ta về cõi trời. Cõi trời á, thì có ba cõi. Một á, là cõi dục giới. Mà cõi dục giới hôm qua chúng ta đã nói có hai phần. Phần thứ nhất á, là bốn châu. Phần thứ hai á, là sáu tầng trời cõi dục. Sáu tầng. Chúng ta đã nói hai ba phần của cõi sắc giới. Cõi sắc giới. Sắc giới á, có bốn địa. Có bốn địa bằng 22 tầng trời. 22 tầng trời. Chúng ta đã nói hết ba địa rồi.
Địa thứ nhất á, là ly sanh hỷ lạc địa thì chúng ta có ba tầng trời phạm chúng. Cái này nhắc lại thôi ha, phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Rồi. Tầng trời cái này nó kết thành một địa là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc nó bằng với sơ thiền. Rồi, phần thứ tư á, là gồm có thiểu quan, thiểu quan, vô lượng quan, vô lượng quan và sáu lộc quan âm. Hồi nãy á, thầy Phước Sanh á, có nói đến cái tầng trời quan âm này. Nếu ai đã từng nghiên cứu qua ở Ấn Độ á, thì quý vị sẽ biết là con người ta xuất phát từ đâu. Con người ta xuất phát cái buổi đầu tiên á, chúng ta ra đời bằng ánh sáng. Khi chúng ta ra đời bằng ánh sáng á, thì cái cõi quan âm thiên này nè là một trong những cái cõi mà đắp bằng sữa. Chúng ta ra đời và ăn quẹt những cái đắp đó mà ăn. Sau khi do lòng tham chúng ta cho nên đất mỗi ngày nó chua, nó cứng, nó sơ ra lại và bắt đầu cây cối mọc ra. Và những cây cối ban đầu rất là ngon ngọt thì đây cũng chỉ là một trong những giả thiết mà thôi. Cho nên hồi nãy tôi nghe thầy Phước Sanh ông nói một cái thì tôi nhắc sơ một miếng. Tại vì á, muốn giảng một vấn đề đó chỉ một việc thôi. Trong cái đầu của mình chứa ghê gớm lắm, không biết nó bao nhiêu ghi ở trong này. Nhưng mà thật sự ra khi mà học qua rồi đó thì nó nhiều lắm. Nhưng mà những cái này nó đâu quan trọng tới mình đâu. Cho nên thầy không nói. Chứ không phải là cái cõi này mình không biết. Có những cái giả thiết từ con người bắt đầu từ đâu đó thì nó có liên quan đến cái cõi mà mình thiên này. Nhưng mà nếu một ngày nào đó có duyên mà quý vị muốn học á, thì ai đó cần muốn hỏi thì hỏi thêm thầy, thầy nói thêm. Vì trong cái này, trong cái... nên nhiều quá gì cũng biết bắt đầu từ đâu. Không? Bữa nay mình nói các cái cõi trời cho nên mình giới thiệu sơ về các cõi trời. Nhưng mà để nói rằng á, cõi trời phạm chúng này đó, nó phước báo như thế nào để sanh lên này đó, thì lát mình nói thân, khẩu và ý. Thì bắt đầu nếu cái thân của mình á, mà làm mô phạm á, chúng nghe theo đó, thì cái này là ở cõi trời phạm chúng á, mình có nhiều kiếp mình ở trên đó. Cho nên đời này có nhiều người ấy, quản lý được người ta. Trong cái phần tự quy tăng lương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại cũng như thế. Có nhiều người nói người khác nghe, có nhiều người nói không nghe đâu. Cha mẹ cũng vậy, có nhiều lúc cha nói con nghe, có ông cha nói con không nghe, mẹ nói mới nghe. Chứ không phải dễ đâu à. Cho nên ngay cái chỗ này ấy, chúng ta mới hiểu là cái phước chúng ta nó có hay không ở cái chỗ này. Còn nếu không ta nói người khác không nghe đâu. Định sanh hỷ lạc nó bằng với nhị thiền. Mà sở dĩ mà giờ này thầy đi giảng dạy đó, mà thầy ráng thầy quân tập vô đầu của mình đó, và thầy tư duy thầy giảng dạy đó, để mai này thầy viết sách đó. Lúc đó nó không có những cái bài mình viết đó, nó không còn đơn giản nữa. Còn giờ này có nhiều người hỏi tại sao thầy không đi viết đi, thầy nói bây giờ dốt đặc hơn là chữ lỏng. Bây giờ thì viết mà cái logic của nó chưa ổn đó, thì mai này nó hối hận không kịp. Bây giờ mình cứ đi nói tùm lum tà la, nó trúng tùm lum tà la, nó trạch cũng tùm lum tà la. Rồi mai này khi mình ngồi xuống mình viết sách đó, thì nó ổn hơn. Cái tầng thứ ba đó, địa thứ ba là thiểu tịnh, tám là vô lượng tịnh, chính là biến tịnh. Tội cõi này thầy cũng thường nói đến là ngũ tịnh cư thiên, đúng không? Nó kết thành một cái địa thứ ba nữa là ly hỷ, ly hỷ diệu lạc địa. Cái này nó bằng tam thiền. Mà thầy cũng có nói sơ là các vị A-na-hàm, các vị chứng cái quả bất lai á, trong tứ thánh,
sơ quả Tu Đà Hàm, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Thì ở đây nè, các cái vị bất lai là tam quả A Na Hàm, có những vị mà không muốn sụt lui nữa. Bây giờ mà có nhiều vị là chế tâm nhất xứ, niệm Phật gọi là quyết tâm niệm là giảng sanh, một đời giảng sanh đó, thì thầy nghĩ là nếu nó cộng với là cái duyên của quá khứ, nó cộng với cái duyên của quá khứ đã từng tu tập, thì đời này á chứng được quả bất lai, sanh về cõi này nếu như người đó còn nghiệp. Ngay trong đời này tạo nghiệp nè, nhưng mà quyết định tu để trả hết nghiệp thì nó cộng với cái nghiệp, cái nhân quá khứ nữa nè. Chứ còn nếu quá khứ chưa có mà đời này nó để sanh lên cái cõi ly hỷ này là không có được đâu ạ. Không có. Cái diệu lạc này á là nó dữ lắm á, chứ không phải là nó đơn giản đâu. Cho nên ngày xưa quý thầy lấy cái chữ diệu này nè, đặt cho phần tử diệu này diệu kia diệu nọ, là quý ngài lấy chữ diệu này nè để lìa khỏi cái vui tạm bợ, cái vui đơn giản mà phải có một sự sâu sắc. Rồi bữa nay chúng ta lên tới cái địa thứ tư, có nghĩa là ở đây là hết chín rồi phải không? Bây giờ chúng ta tới thứ 10 này. Phước sanh à, cái cõi trời đó nó lấy cái tên ở chùa này. Hồi nãy thầy không biết là chào mừng tất cả những cái chư tiên ở ba cõi, giờ quay trở về phước sanh à, cho tràng hóa ta thầy biết ông có thủ bại không mà sao ông nói dính liền à. Phước sanh, phước ái, phước sanh, phước ái, quảng quả, nghiêm sức, vô lượng nghiêm sức. Cái này Phật tử nghe xong rồi á, nếu ghi không kịp á thì về lấy kinh Địa Tạng ra ghi. Trong kinh Địa Tạng có, chủ yếu mình chịu cực mình học rồi mình tư duy thôi. Nghiêm sức quả thiệt, nghiêm sức quả thiệt. 16 à, phước sanh, phước ái, quảng quả, nghiêm sức, vô lượng nghiêm sức, nghiêm sức quả thiệt, vô phiền. 17 vô nhiệt. 18 nghiêm sức quả thiệt, vô phiền, vô nhiệt. Quên chứ, mấy cái cõi này là biến vô hết trơi, nóng thì chết rồi. Mà nó vô nhiệt, vô tựa, vô tiệt, vô phiền, vô nhiệt, vô tưởng. 19 thiện kiến, thiện hiện, thiện kiến. 20 thiện hiện. 21 sắc u cánh, sắc u cánh. 22 ma hệ thủ là à, 22 phần xong, hoàn thành cái cõi sắc này, bay qua cõi vô sắc. Thầy cho con hỏi một câu. Rồi xin mời. Ngày hôm qua thầy nói là cái cõi diệm ma đó là tu, đủ ba cõi nào mà thưa thầy? Tu diệm ma à, dạ. Nó là ma của ba cõi dạ. Chứ không phải là làm chủ cõi nào á dạ. Nó là ma của ba cõi. Mà cho đến Đức Phật bây giờ, lúc mà Đức Phật thành Phật á, là rời cái cõi phi tưởng, phi tưởng. Mà nó đánh Đức Phật cái trận cuối cùng, nó đánh, nó dồn hết lực nó đánh, lúc đó có thầy đánh không? Phải đơn giản này. Lúc nào nó đánh mà mình gọi là vô sanh á, có nghĩa là tâm của mình không còn sanh, gọi là thân với sơ. Nó hiện hết người thân mình ra nó đánh, mà mình lúc đó mà tâm của mình là vững như sắt đá rồi. Chứ còn bây giờ mình nằm chiêm bao, mình thấy cha mẹ mình khổ, mình chịu nổi không? Mình thấy nó dí nó đánh mình la làng không? Mình la làng đúng không? Mà trong chiêm bao đó, đó nó là một sự thân có, thì mình có la làng hay không? Không la, nó thiệt tình, nó đem cái
cái dao tới cổ mình vẫn bình thường, là lúc đó đánh tới tử ma. Vậy lát mình nói tới bốn ma miếng ha, mình xen vô bốn ma miếng đây. Rồi bây giờ phước sanh, chúng ta tu đến ở ly hỷ nè, chúng ta ly sanh có nghĩa là tâm niệm chúng ta còn tham nữa không? Tới cái chỗ này là bắt đầu mình thấy rồi nè, ly sanh là nó không tham nữa, là mình đâu có sanh ra tham, tham có sanh nữa không? Thấy chưa, mới lên tới cõi trời rồi nè mà mình ly cả những tâm niệm sanh để chi vậy? Mình được cái vui này, cái hỷ này, cái sự an lạc này đó, là mình chứng sơ thiền này. Cái cảnh này nó sướng dữ lắm, cái cảnh này là nó có ngũ thông rồi nè, năm thông, nhưng mà ở cái trạng thái là ở trạng thái mờ mờ. Tôi ly sanh nhưng mà lát sanh trở lại nữa. Bắt đầu khi mà định sanh, mình ly rồi thì cái tâm mình nó được ổn, mà ổn định rồi đấy thì bắt đầu cái hỷ lạc này nó cao hơn, thì cái thần thông này nè nó tăng lên, thần thông này nó tăng lên. Rồi bắt đầu ly hỷ là mình lìa luôn cái vui này, ly cái hỷ, nó được một cái gọi là diệu lạc. Cái này nè bắt đầu phước nó sinh ra. Mà tôi thường nói giỡn rồi đây. Trời ơi, lúc mà tôi chưa cạo đầu, tôi chưa xuất gia đó, tôi thường ai mấy cô cũng không thương hết. Tôi mới cạo đầu cái nó sao anh cạo đầu dễ thương. Tôi nói hôm qua nói câu đó cho anh. Hôm qua nói câu đó tôi đâu có đi tu chi. Nhưng mà có nhiều người vừa phủi tóc rồi nó đẹp lắm, mà khi còn để tóc xấu là gì vậy? Còn có người để tóc đẹp mà cạo tóc nó xấu. Như vậy cái phước sanh này nè, có nghĩa là cái người tu á, mà một thời gian á, cái phước này nó sanh ra nè. Cái phước này nó sanh ra, người đó ước cái gì được cái này. Cái này nè mấy cái người nữa, muốn cái gì được cái nấy, thì lúc này do mình phước mình sanh mà, cho nên á mình mong cầu, mà mình mong cầu phước nó sanh, mà nó sanh ra xong rồi nó hết hay nó còn? Hết hay còn? Hết cho nên chết. Cái này là quý vị nhớ nha, quý vị tu cũng như vậy. Nếu quý vị ước là có nha, là coi chừng phước nó sanh ra, mà nó sanh ra thì coi chừng nó hết. Mà ở trên cõi trời đó thì hoa trên đầu mà nó héo là biết là sắp đỏ rồi. Tất cả chúng ta là tiên bị đỏ, hoa trên đầu bị héo, héo đỏ xuống à, cái này là nghe đồn thôi. Chứ tôi lên trở tôi không thấy ai héo hết. Rồi bây giờ phước ái à, Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử. Cái phước ái nó sanh ra, trời ai thấy cũng dễ thương lắm. Mà cái người tu nó vượt qua khỏi cái cõi này mệt lắm. Vượt qua khỏi cái cõi này là đuối luôn. Bông xoài trứng cá nó nằm ngay chỗ này. Mà quý vị Phật tử đi tu cũng vậy, quý vị không khéo đi tu có chùm ghen chết. Hầu mình không tu mà ổng không có ghen. Sao mình đi tu rồi ổng ghen dữ ta, cha trời này mới biết ghen à. Nhưng không phải, tại vì mình tu thời gian tự nhiên cái phước ái mình nó sanh ra, dễ thương lắm. Các cụ lớn tuổi cũng dễ đi tu á, nhìn cũng rất dễ thương. Nhưng mà mình đi tu dễ ghét là mình biết coi chừng mình tu lộn. Mình vô chùa, chùa nào mình cũng đi hết, mà ai thấy mình cũng né là biết. Có không? Ở đây có không? Có không? Có, cảm ơn. Cái này cảm ơn. Cái này nói thiệt à. Ở có nhiều người đi tu á, chỗ nào cũng đi, phát tâm lớn lắm, ai làm gì cũng hùng phước làm hết. Nhưng mà coi chừng lại gần ta né, coi chừng mình tu lộn đó nha. Còn có người á, tu không nói tới ai đó, mà thầy nói có người phước ái sanh ra nha. Họ vô chùa họ làm quần quật từ sáng tới chiều, tối không ai nói. Ai nói gì cũng dạ, cái bỏ đi dạ. Ai nói gì hỏi thăm gì cái cũng dạ mà bỏ đi. Nhưng mà cái tình thương của mọi người dành cho người đó lớn, họ dành cho người đó. Có nghĩa là sao? Cái người mà có cái phước ái sanh ra vì thương mọi người, muốn chăm lo cho mọi người không à, không muốn nói tới ai. Cái đó phước ái nó sanh ra. Rồi, quảng quả nghĩa là cái quả rộng lớn đúng không? Cái quả rộng lớn.
cái người muốn làm việc lớn á, muốn làm cái việc lớn mà cái tâm an lạc rồi đó, cái này nó sanh. Mà lúc này mà chết á thì sanh lên tới cái cõi này. Theo nhân quả đó nha, ở thế gian mình làm việc gì đó thì ở trên cõi trời nó có sẵn rồi. Có người nữa nói là ở đây niệm Phật thì ở Cực Lạc hoa nở chưa? Hoa nở rồi đúng không? Quý vị thấy cái bóng của mình có hết trên này. Ở đây á, mà mình tu tập được bao nhiêu công đức phước báo đó, cái bóng mình nó có sẵn ở trên cõi trời. Cho nên á, Đức Phật dẫn Ngài Nan Đà hả? Đức Phật Ngài dẫn Ngài Nan Đà. Ngài Nan Đà thay cho Đức Phật làm vua ở thành Ca Tỳ La Vệ á. Cho nên Đức Phật dùng thần thông dẫn Ngài Nan Đà lên tất cả các cõi trời. Cõi nào cũng dành cho Ngài Nan Đà cái ghế. Cái hỏi là cái ghế này để dành cho ai? Nói để dành cho Ngài Nan Đà, em của Thế Tôn. Nếu mà Ngài tu á, Ngài tu ngon đàng hoàng, Ngài lên đây dẫn đi cõi khác cũng có ghế của Ngài, dẫn đi cõi khác cũng có ghế của Ngài. Bắt đầu Đức Thế Tôn dùng thần thông đưa Ngài xuống địa ngục, địa ngục nào cũng có chảo của Ngài. Có đúng vậy không? Nói là nếu ông Nan Đà em của Hoàng mà không tu xuống đây. Cho nên là khi mình dùng cái sức tu tập của mình á, mình quán chiếu là cái phước báo nhân quả nó tương ưng. Tương ưng có nghĩa là bây giờ mình làm được cái điều gì đó là nó tương ưng các cõi. Ngay chỗ đó mà mình thân hoại mạng chung là mình sanh về cõi đó liền. Cho nên á, tôi tư duy tôi thấy ở trong đây nè, tôi nói giờ tôi sanh về cõi nào, tôi chuẩn bị trước. Cứ hôm một khi mà thân hoại mạng chung tôi nói 1, 2, 3 về là phải. Chứ tôi không có đợi là phải ở đây là niệm trợ niệm hay cầu an cầu siêu, tôi không cầu gì đó. Cậu chữ lẩm bẩm mắt công tôi bực mình. Tụng kinh mệt quá. Vậy chứ đệ tử tôi mà nó cầm cái cây trích trượng mà nó đứng hầu kim quang mà lát nữa nó phải như thầy còn ngốc vậy, tôi đập trên chết luôn. Mệt lắm chứ, có nhiều người đứng cả tiếng 2 tiếng đồng hồ. Tôi nói đâu có cần thiết vậy. Tôi hôm mà chết tôi nói nếu như được là tôi để lại nhục thân, tôi không để cho ai hậu hết. Chết là tôi nhập thất xong tôi làm cô queo. Tôi nói tới chừng mà mở cửa ra mà thấy cô queo là biết là lấy cái kiếm trùng kịch trở lại chứ không rã. À vậy cái thôi, đâu có cần làm gì nữa đâu. À, không có làm lễ trợ tiền vậy đó, để lại ra cho tôi lấy kiếm chụp lại. À, còn nếu mà không á là tôi 1, 2, 3 tôi thăng cái kịch ra ngoài biển, tôi thải cái tủng cho cá ăn, khỏi ăn con khác. Ăn con này khỏi ăn con kia. Như vậy cái tâm mình mà nó lớn, nó rộng như vậy á, là cái kết quả của mình lớn hay nhỏ? Mình phải có cái tâm lớn mình mới làm cái chùa lớn được nha. Mình có cái tâm lớn mình mới độ được nhiều người. Cái đó gọi là quảng quả. Nghiêm sức có nghĩa là gì? Nghiêm sức có nghĩa là cái trang sức của mình á, nó được vẹn toàn. Cái trang sức của mình đẹp lắm. À, vô lượng nghiêm sức là không phải là chỉ nghiêm sức cho thân thôi, mà nghiêm sức cho quốc độ của mình luôn. Rồi nghiêm sức quả thiệt có nghĩa là ở bên nội tâm bên trong. Cái này được xem như là thân này. Cái này được xem như là luôn cả quốc độ này. Cái này được xem như là tâm luôn này. Nếu ba cõi này nó có một chữ nghiêm sức thì thân, quốc độ và tâm. Nghiêm sức, vô lượng nghiêm sức quả thiệt. Vô phiền, vô nhiệt, vô tưởng. À, như vậy thì ở đây nó có phiền não không? Nó có bức bách không? Nó có vọng tưởng không? Ở đây là vô. Chính là ba cái gọi này là không có. Nó không có phiền não, nó không có bức bách, mà nó cũng không có vọng tưởng. Cho nên gọi là vô phiền, vô nhiệt, vô tưởng. À, vậy các cõi này an lạc hay không an lạc? Nó đâu có phiền. Vô phiền có nghĩa là không có phiền. Mà không có phiền có nghĩa là cả thân lẫn tâm vừa ý. Vì nó vượt qua khỏi thân, quốc độ và tâm. Đẹp quá rồi mà nghiêm sức rồi. Y như giờ mà cỡ như quý vị mà lo cho thầy, cho thượng tọa phước sanh ở đây mà đầy đủ hết rồi, thượng tọa đâu có còn lo gì nữa. Vô phiền. Còn giờ này là không còn phiền dữ lắm, phải không? Mở máy lớn chút là hơi phiền rồi đó, cao sồ nó vô.
đúng không? Bây giờ nói là cho xây xây cái chùa là ông phiền dữ lắm, mà tiện nó xây. Khi mà nghiêm sức rồi là mọi thứ nó đều trang sức đầy đủ rồi thì không còn phiền nữa, không không còn phiền. Bây giờ này cũng không còn bực mình nữa, rồi bây giờ cũng không còn mơ tưởng cái gì nữa, nhưng mà chưa tới cái cõi vô, cái cõi phi tưởng, phi tưởng rồi nha, chưa à? Vậy là mình tu tới đây mình cảm thấy hạnh phúc chưa quý vị? Sanh về ba cái tầng này là thấy sướng, thấy không? Tưởng là cực lạc rồi, vô phiền, vô nhiệt, vô tướng, còn gì đâu nữa cũng tướng. Mà mai là lên đây là ly sanh, là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện rồi nè. Coi chừng lên tới đây là nó sung sướng dữ lắm, mà ngồi ở đây nè, có nhiều người ngồi ở đây 500 kiếp nè. Có nhiều người ngồi ở đây 500 kiếp nè. Trong Tây Du Ký đó, thì Ngài Quyền Trang đó, có gặp một vị trên đường đi Tây Trúc đó, có gặp một vị, cái vị đó hầu như là ở cái chỗ rừng xanh này nè. Ngài cũng ngồi từ cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành Phật. Ngài ngồi, Ngài đợi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, mà thành Phật ngập Niết Bàn 100 năm, ủa 1000 năm rồi mà Ngài còn ngồi đó Ngài không biết. Ngài Quyền Trang đến hỏi, ủa sao Ngài ngồi đây? Ngài nói là ngồi đây đợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Ông nói Ngài ra đời rồi, nhập diệt 1000 năm rồi. Cái ông nói, thôi tôi ngồi đây tôi đợi Đức Phật Di Lặc ra đời. Trời ơi, rảnh không? Ông định sanh, ông vui quá, ông ngồi đó. Ông ngồi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn 1000 năm, ông còn ngồi đâu, ông chờ. Ngài Quyền Trang nói, thôi ông tái sinh đi, đặng ông làm đạo với tôi. Ông nói, thôi tái sinh tái. Chỉ cái chỗ mà vua Đường á, chỉ cái cung vua, ông sanh lộn qua cung của tướng quốc. Trời ơi, ngồi đây lâu quá rồi đi lộn. Sanh qua cung tướng quốc. Thấy không? Quý vị đã nghe câu chuyện đó rồi phải không? Đến lúc mà Ngài Quyền Trang kêu ổng thỉnh Đức Vua là linh giống đi tu, ổng nói đi tu chéo theo ba xe. Xe gái đẹp, xe rượu, xe thịt. Đi tu mà kéo theo ba xe vậy. Ở đây ai muốn đi tu kéo theo ba xe không? Thầy bước sang cho luôn. Vua Đường á. Nhưng mà vô tới vua nghe điều đó, vua không đồng ý, nhưng mà Ngài Quyền Trang nói, thôi vua chấp nhận đi. Vua chấp nhận đi. Khi mà vô gần tới cung rồi đó, lấy cái đại hồng chung giọng bon, ông nghe rồi ông đuổi ba xe ra về. Quý vị thấy giác ngộ, khi giác ngộ mới buông được, còn không giác ngộ không buông được. Như vậy thiện kiến này có nghĩa là gì? Gặp lại cái duyên xưa, thấy toàn những điều tốt thôi, thấy toàn những điều tốt, gọi là thiện kiến. Trước mắt mình cái gì cũng đẹp hết, vậy có phải cực lạc chưa? Tôi lên lấy cái cõi này, tôi thấy mấy ông này là sống y như cực lạc. Ai mà vô thiền định mà vô mấy cái cõi này rồi, quý vị thấy cực lạc không biết ở đâu. Nhưng mà tôi cũng đi tìm cực lạc mà tôi không có thấy ở, là bây giờ cực lạc nó nằm ở đâu. Tại tôi ở cõi trò còn trong ba cõi lòng vòng, cho nên tôi đi chơi cõi này tôi chưa kiếm được cực lạc. Bữa nào tôi dẫn quý vị lên cực lạc. Cõi đó là cõi không sanh, mà không có sanh sao bước vô. Không sanh nghĩa là nó đâu có cử động đâu, bước vô. Mình bước vô động là sanh rồi. Cho nên hiện những điều tốt, điều lành nó hiện ra trước mắt. Cái này là thấy những điều tốt. Còn bây giờ là hiện ra tất cả những việc tốt, những việc thiện. Sắc cứu cánh có nghĩa là đẹp nhất trong tất cả các màu sắc. Mà chúng ta nghe được cái cảnh giới cực lạc cũng giống vậy không? Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng tua. Tôi lên tới cõi này cái tôi đọc cái câu đó, cái chư thiên ở đó gật đầu, tôi nói xạo chơi chơi vui vậy, gật cái gì vậy? Vậy thì cái cõi này là đẹp nhất trong tất cả các cảnh sắc, gọi là sắc cứu cánh. Ở đây ai đẹp nhất giơ tay lên. Chúc mừng quý vị vì xấu giống nhau. Chứ không ai dám cảnh là nói mình đẹp hay không. Vậy mà tôi lên tôi khen cõi này cái khen mà gạt. Tôi xạo cái gạt cái gì. Có nghĩa là
nếu chư thiên ở cõi này mà với thần thông còn ở mức độ ngũ thông này nè, chưa có lục thông, vậy họ còn có cái lậu không? Còn lậu không? Họ còn phiền não không? Chắc chắn còn. Vậy mà cái này gọi là vô phiền, đây là một loại không sanh ra tâm phiền não, cũng như giờ người tu niệm Phật vậy đó. Người tu niệm Phật là ai làm vậy đó, kệ, không sanh ra phiền não. Nhưng mà thật sự ra người ta làm cho mình phiền não, mình biết không? Biết, nhưng chẳng qua là mình né. Vô phiền có nghĩa là tôi không đụng tới việc ai đấy làm. Chứ còn thật sự ra trong cái cõi này còn phiền dữ lắm. Nhưng mà tại vì cái người ở cõi này người ta không muốn phiền, người ta không muốn phiền. Cũng như vô chùa này nè, trời ơi, phiền não ghê lắm. Nhưng mà thầy chủ trì ông cứ cười, ông cứ cười hề hề hề, thì ông không muốn phiền. Ông ở cõi trời vô phiền suốt đời. Thầy tự hiểu không? Cho ông càng vào tay đi, ông không có phiền. Nhưng mà hơi lo thôi. Mahayula là cái cõi là tự tại đó. Cái cõi này là vừa khoảng giữa cái cõi sắc và cái cõi vô sắc, nó y như là cái ngưỡng đó, như là cái ngưỡng để bước vào vô sắc. Vô sắc có nghĩa là không còn sắc nữa. Ở đây đó là y như là nửa ẩn nửa hiện, nửa ẩn nửa hiện. Chúng ta muốn sanh về cõi này nghĩa là chúng ta đi vào bốn cái địa. Là cái địa thứ tư này gọi là địa gì? Ai thuộc bài? Địa thứ tư này gọi là địa gì? Hả? Xả niệm thanh tịnh địa. Cái địa thứ tư này là xả niệm. Xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm thanh tịnh địa. Vậy thì cái này là tứ thiền. Khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, trước lúc Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Xong Ngài xả tứ thiền, Ngài nhập vào bát định. Lúc Ngài xả